Giữa lúc cả dân tộc đang đau xót trước sự hy sinh của 13 cán bộ trên đường đi cứu nạn người dân, thì Nguyễn Lân Thắng lại tỏ ý hả hê, sung sướng trên mạng xã hội. Thực sự căm phẫn, Nguyễn Lân Thắng chính là biểu hiện rõ nét nhất cho bộ mặt của đám dân chủ, chống đối ở nước ta hiện nay. Dù lúc nào, chúng cũng kêu chỉ là những nhà bất đồng chính kiến, là những người yêu nước, nhưng thực tế, chúng là những kẻ không có trái tim, suốt ngày chỉ mong đất nước chìm vào loạn lạc mà thôi. Những kẻ sung sướng, hả hê khi những cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tính mạng người dân, liệu chúng có còn lương tri và trái tim hay không? Tôi chắc chắn là không, bởi lẽ nếu là con người, họ phải có tình xót thương cho số phận của người khác. Chưa kể, đây là những người dám hy sinh mạng sống của mình cho sự bình yên của nhân dân. Thử hỏi, nếu một ngày những kẻ như Nguyễn Lân Thắng đạt được mục đích, nắm được quyền điều hành đất nước, thì dân tộc ta sẽ đi về đâu? Trong khi cả dân tộc Việt Nam chúng ta đang xót xa, huy động mọi lực lượng, mọi phương tiện đi tìm kiếm những đồng chí, đồng đội bị mất tích khi đang thực hiện phòng chống bão lũ, cứu giúp nhân dân. Rồi đến hình ảnh những chú chó nghiệp vụ cũng lăn xả ra đi tìm kiếm. Những suy nghĩ và hành động của Nguyễn Lân Thắng liệu có xứng là con người nữa không? Xin thưa rằng, cho dù người hy sinh là đối phương hay kẻ thù đi nữa, thì cũng không ai khốn nạn đến như vậy. Huống chi, người nằm xuống vì nhiệm vụ cứu người. Nhưng cũng để biết loại giận chủ này, tư duy, trí tuệ chỉ có như vậy thôi, còn tệ hơn loài động vật. Những người lính khi ngã xuống, tôi chắc rằng họ văng vẳng bên tai một lời thề, vì nhân dân quên mình. Đó là cam kết nghề nghiệp khắc nghiệt nhất mà không có bất cứ loại nghề nghiệp nào ở đất nước này sánh được. Vào nghề, hành nghề, theo nghề là biết trước và chấp nhận sự hy sinh mà mình có thể gặp phải. Thế tại sao họ vẫn dũng cảm chấp nhận, vẫn kiên cường đi theo? Đó chỉ có thể là lý tưởng, là tình yêu, là sự phụng sự, sự quên mình để tổ quốc, để nhân dân được bình yên. Còn những kẻ suốt ngày vỗ ngực yêu nước vì dân chủ, nhân quyền, thử hỏi đã làm được gì cho đất nước chưa? Đã bao giờ đến vùng lũ lụt, vùng cao, giúp đồng bào miếng cơm, chai nước thực tâm chưa? Đã bao giờ trải qua cảm giác nửa đêm lội vào từng căn nhà ngập để cứu bà con ra khỏi cơn hoạn nạn hay chưa? Có bao giờ phải chấp nhận xa gia đình, không gặp mặt con cái vài tháng trời vì bám chốt, chống dịch hay chưa? Chắc chắn là chưa, bởi lẽ cái khả năng duy nhất của họ chỉ là khoanh chân múa phím để chỉ trích người khác mà thôi. Nếu chỉ làm được như vậy thì nên im lặng, hả hê trên sự mất mát của người khác. Xin lỗi, đó không phải là lương tri của con người. Đúng thật là không còn lời nào để nói về con người của Nguyễn Lân Thắng. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống yêu nước, nhưng Nguyễn Lân Thắng lại đi ngược lại truyền thống của gia đình và dòng họ, phản bội lại niềm tin của Đảng và Nhà nước, phản bội lại nhân dân, đi theo những kẻ chống phá đất nước. Mong rằng cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp trừng trị nghiêm khắc đối với Nguyễn Lân Thắng.